Dạ, và chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu với phần ôn lại lý thuyết của Đọc Bạch Cảnh. Trước khi chúng ta tiến hành thực hành trên máy siêu âm. Mình có hai phần với chị ha. Đầu tiên thì mình sẽ ôn lại một số cái vật lý của cái Đọc Bạch Cảnh. Sau đó thì mình nói về cái kỹ thuật làm siêu âm lúc này Đọc Bạch Cảnh. Và sau hai cái phần đó thì mình sẽ có cái phần demo trên người bệnh. Thì cái bài thực ra những bài bây giờ thì thường mỗi bài khoảng 2 tiếng. Nhưng mà những cái buổi như thế này thì nó bị nút bọc rồi. Cố gắng mình sẽ cô đọng lại những cái gì trên thức học. Vậy ha. Đầu tiên mình nói về giải phẫu và cái hình ảnh mạch của sơ. Thì nhắc lại một số cái cơ bản. Mình có cái khoai mạch chủ đi lên thì nó sẽ không có đối xứng hai bên. Bên phải mình có cái thân động mạch cánh tay đầu. Thì cái thân động mạch cánh tay đầu nó cho là cái nhánh đầu tiên là cái động mạch cảnh trung bên phải. Và tiếp đến là động mạch dưới đầu phải. Còn bên trái đó thì là cái nó xuất phát trực tiếp cái động mạch cảnh trung bên trái. Và cái nhánh thứ hai nó là cái động mạch dưới đầu trái. Từ động mạch dưới đầu trái là cái động mạch cột sống bên trái. Như vậy thì các chị thấy là hai bên này nó không có đối xứng nhau. Thì cái động mạch cảnh ngoài đó thì nó không có vai trò quan trọng trong cái tuyến máu não. Nó nhìn thấy là nó phân nhánh ở ngoài sọ hết. Thì cái nhánh đầu tiên của nó là cái động mạch giáp trên. Tiếp đến là động mạch lưỡi. Mình nhớ là nhánh đầu tiên là động mạch giáp trên. Tức là nó khác phân biệt giữa cảnh ngoài với cảnh trong là cái cảnh trong nó không có cái phân nhánh ngoài sọ. Còn cảnh ngoài nó có cái phân nhánh ngoài sọ. Cái phân nhánh đầu tiên là động mạch giáp trên. Cái động mạch cảnh trong thì nó mình sẽ viết những cái hình thái như thế này. Nó không, nhiều khi nó không có chạy thẳng như các hình mình thấy mà đôi khi nó uốn vòng như thế này. Đó. Và nó gọi là coiling hoặc là nó cuốn cong, nó gọi là kinking hoặc là nó ố gấp khúc như thế này, nó gọi là looping. Thì ra ba cái kiểu uốn lượn của cái động mạch cảnh trong thì mình có thể thấy khi mình làm siêu âm. Đó, thì đây là một cái kiểu coiling. Đây là một cái kinking. Thì cái coiling đó thường nó là bẩm sinh và nó đối xứng hai bên. Tức là nếu mình thấy nó uốn cong vòng như thế này một bên thì thường là bên kia nó cũng có, thì cái đó là bẩm sinh. Còn cái kinking á thường là nó, đây là cái kinking, thường là do vữa sơ mà nó tạo nên cái hình ảnh này. Đó là tổn thương mắc phải. Rồi, đó là mình nói về cái động mạch cảnh ngoài, cảnh trong. Còn cái động mạch cột sống thì cái động mạch cột sống đó thì hai bên cột sống nó có hai cái động mạch cột sống. Thì mình biết rằng là những cái thân sống mình có từ C1 đến C7 thì là cái động mạch cột sống đó, nó chạy, nó xuất phát từ cái động mạch dưới đòn nó chạy lên, và cái lỗ của máu gan đầu tiên mà nó chui vào là cái C6 chứ không phải là C7. Đó là cái lỗ đầu tiên mà nó chui vào là C6 và tiếp tục nó chạy lên trên. Thì cái đoạn mà từ C6 cho đến cái chỗ khởi đầu khởi thủy của nó là V1. Rồi cái đoạn mà nó chạy giữa các máu gan thân sâu thì cái đó mình gọi là V2. Rồi giữa C1 và C2 thì cái đó là V3. Và trên nó là V4. Trên cái C1 nó là V4. Thì thông thường đối với siêu âm mà mạch máu đó, thì mình sẽ khảo sát C2 và C1. Còn cái đoạn C3 C4. C3 thì rất khó khảo sát, C4 là thường không khảo sát được. Cho nên là mình khảo sát thường quy là V1 và V2. V1 và V2. Thì mình lưu ý rằng là do những cái máu gan này nó tạo bóng lưng đó, cho nên mình chỉ coi được từng đoạn thôi. Cái mạch máu mình coi nó nằm giữa các thân sống. Thì đây là khảo sát cái đoạn này là V2. Cái hình ảnh mà mạng vữa sơ thì nó có rất là thay nhiều thay đổi. Hồi âm nó có thể gần như là đối chiếu cô trống hay cô kén như thế này, gần như là cô trống luôn. Thì cái này đó thì nếu mà không có cái siêu âm màu thì nhiều khi rất là nhiều khi mình sẽ bỏ sót. Tại vì mình tưởng nó là mạch, mà thực ra đây là cái mạng hồi âm nó có cái mạng vữa sơ mà nó có hồi âm rất là kém. Rồi. Nó có thể là một cái dạng đồng hồi âm, thì cái này trên siêu âm cắt đen mình thấy rất là rõ, không cần màu mình thấy được cái mạng.
hoặc là cái mạng ngoại sơ nó không có đồng nhất, thì thường nó không đồng nhất là nó những cái vùng mà nó kêu kén là những cái vùng nó xuất huyết trong đây, cái mạng hồi âm không đồng nhất thường là nó là cái vùng xuất huyết, hoặc là cái mạng hồi âm mà nó có cái ổ loét, thì cái mạng hồi âm có ổ loét này là một cái mạng hồi âm rất là nguy hiểm, bởi vì nó rất dễ hình thành những cái cục huyết khối, và những cái cục huyết khối này nó có thể bong ra từ cái chạy lên trên não. Hoặc là cái mạng hồi âm nó mạng bụi sơ nó vôi hóa, khi mà vôi hóa thì nó sẽ tạo bóng lưng, thì nếu mà nó bóng lưng ở cái thành xa đó thì không có vấn đề gì, mình vẫn khảo sát được cái dòng chảy, nhưng mà nếu mà nó mạng hồi âm nó nằm ở thành gần thì mình biết rằng là cái bóng lưng nó sẽ làm mất cái tín hiệu siêu âm trắng đen cũng như mất tín hiệu tốt lành, coi như là mình sẽ bỏ trống cái vùng không có tín hiệu. Ví dụ như đây là một cái gì hay nó bị aliasing chỗ này, thì cái vấn đề người ta đặt ra là ở đây là cái mạng bụi sơ, vậy thì đây có phải là cái ổ loét trên mạng bụi sơ hay không? Thì lưu ý một điều là sau khi người ta tăng cái vận tốc màu, người ta tăng cái vận tốc màu từ 36 đến 86, và người ta chọn cái thì tâm trương thì người ta ghi hình, thì người ta thấy rằng là thì tâm trương thì cái dòng máu này do mình để cái vận tốc màu xanh, vận tốc màu lên cam, và mình lại ghi hình một cái thị tâm trương thì coi như nó không có tín hiệu, và lúc đó thì cái tín hiệu của cái này nó vẫn còn. Thì đây chính là cái gọi là cái sảo ảnh lấp lánh của cái vôi hóa. Cái gì hình dung không? Thì cái sảo ảnh lấp lánh này mình gặp như thế nào? Thì cái trùng chia, cái trùng khi mình làm siêu âm đốt nang mà mình gặp cấu trúc vôi hóa thì nó sẽ tạo sảo ảnh lấp lánh. Thì ví dụ như nôm na các chị làm siêu âm cái thận, chị nghi ngờ cục sỏi thận đúng không, mình cho cái siêu âm đốt nang vô, mình thấy cái sỏi lấp lánh thì đó là đặc trưng của cái bệnh sỏi, là cấu trúc vô mình sẽ có cái sỏi lấp lánh. Thì đây là một cái sỏi lấp lánh chứ không phải là một ổ loét mà của sơ. Rồi bây giờ mình nói về cái đốt nang động mạch cảnh, thì là cái đầu tiên mình phải thống nhất với nhau, đó là cái cách đo độ hẹp. Thì ngày xa xưa khi mà chưa có siêu âm thì người ta dựa hoàn toàn vào chụp mạch máu, angiography. Angiography thì người ta đo cái đường kính, đo độ hẹp theo đường kính. Ví dụ như đây là cái động mạch nó hẹp ở ngay gốc của động mạch cạnh trong, thì cách đo như thế nào? Người ta đo cái đường kính thực tại cái chỗ hẹp đó, rồi người ta đo cái đường kính bình thường sau chỗ hẹp, và người ta chia tỷ lệ ra cái độ hẹp. Đây là đo được kiểu của Mỹ. Nhưng mà từ ngày có siêu âm thì người ta có thể đo. Đây là theo diện tích. Theo diện tích thì khi mà mình nhấn cái diện tích thì nó sẽ hiện lên cái vòng tròn chấm chấm này. Mình đo một cái, thứ nhất là cái diện tích ước lượng của lòng mạch. Cái thứ hai là diện tích của cái dòng chảy. Thì máy nó sẽ cho những trường hợp này đó, mình đo ra thì tính theo diện tích là nó hẹp 62%. Nhưng mà tính theo đường kính, tức là mình đo cái đường kính ước lượng tại vị trí này và đo đường kính dòng chảy tại đây, thì cái heo này là 40%. Thì cái cách đo này là theo cách của châu Âu nên đường kính dòng đó. Thì như vậy thì chọn cái nào, thì là nếu mà nói ý nghĩa về mặt quyết định thì người ta đo hẹp theo diện tích nó chính xác hơn theo đường kính. Nhưng mà vấn đề là hồi xưa đến giờ người ta dựa trên nền tảng angiography, tức là người ta đo hẹp theo đường kính, cho nên sau này tất cả về ứng dụng lâm sàng người ta tính độ hẹp là nói theo về độ hẹp là theo đường kính. Cho nên cái gì mai mốt làm, cái gì không phải là nhà nghiên cứu, mình làm không phải là làm nghiên cứu, mình làm ứng dụng trên lâm sàng là mình đo được độ hẹp theo đường kính. Cái gì nha, lưu ý điều đó. Rồi thì lúc nãy tôi có đề cập đến cái chuyện đo độ hẹp tiêu biểu của châu Âu, thì nó như thế này. Nó có hai cách đo. Một á, là mình đo đường kính tại cái chỗ hẹp, rồi sau đó mình đo cái đường kính bình thường sau chỗ hẹp, mình chia với nhau, thì đó là đo theo kiểu của Mỹ. Còn theo kiểu của châu Âu á, là mình đo đường kính tại chỗ hẹp và đo đường kính ước lượng lòng mạch tại chỗ hẹp, mình chia với nhau, thì đó là theo kiểu của châu Âu đó. Thì thông thường khi mình làm siêu âm á, thì mình đo theo kiểu của châu Âu thì nó thuận lợi hơn rất là nhiều so với kiểu của Mỹ, cho nên thường phải đo theo kiểu của châu Âu. Có một cái lưu ý rằng là cái mạng bụi sơ của mình á, nó thường là nó không có đối xứng, nó không có đồng tâm, đúng không? Như vậy thì mình chọn đo như thế nào?
Thì thông thường người ta khuyến cáo là mình chọn đo theo cái chỗ mà cái lát cắt mà mình thấy nó hẹp nhiều nhất. Đó, ví dụ như đây, mình có một cái mạch máu đây, thì giữa những cái này thì mình chọn cái nào? Mình chọn cái hẹp nhất này. Đó. Ví dụ đây là một cái lát cắt ngang, cái gì thấy rằng là cái mạng hồi sơ này nó nằm đề một bên như thế này, chứ nó không có nằm ngay thẳng phía sau. Vậy thì lát cắt dọc của cái thành mạch này mình cắt như thế nào để đo hẹp? Mình sẽ cắt hẹp lên. Các chị hình dung cứ cắt của đầu dọc, tức là mình không có để đầu dọc vuông góc xuống phần để chết qua bên như thế này. Rồi khi mình để chết qua bên như vậy thì đó, mình thấy cái mạng hồi sơ như thế này, thì lúc đó mình phải dừng hình lại để đo đạc. Cái gì hình dung không? Tức là mình sẽ cắt qua cái chỗ mà nó có cái độ hẹp lớn nhất của mình đo. Thì vấn đề đặt ra nữa là mình đo ở trên cái lát ngang, lát cắt dọc, thì xin thưa rằng là mình có thể đo trên cả hai. Lát cắt ngang cũng ok, lát cắt dọc cũng ok, nhưng mà vấn đề là mình phải chọn đo qua cái độ hẹp nhiều nhất. Đo. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai, các chị thấy đây là trên cùng một bệnh nhân, cái này độ hẹp nó 31%, cái này độ hẹp 39%, bình thường có gì đó của chị hết, đúng không? Ví dụ như cái này tôi đo 30 và cái này 60 thì cũng không phải là vấn đề. Bây giờ thật ra là những cái sai số này là những cái sai số chấp nhận được. Các chị nên nhớ rằng là nó rất là tương đối, thấy không? Thật ra rằng là ok, cả hai cái này đều chấp nhận được hết. Rồi thêm một cái lưu ý nữa là cái lòng mạch mình á là nhiều khi nó hẹp cả hai bên. Cái gì thấy đây trường hợp này này, đây nó cái mạng vữa sơ, bên này cũng có mạng vữa sơ. Như vậy thì mình vấn đề là mình đo độ hẹp là để đánh giá cái huyết động dòng chảy. Thì lúc này mình đo độ hẹp á là mình phải đo cái đường kính thấp của dòng chảy đây và cái đường kính ướt lượng này. Cái gì hình dung là chứ không phải đo một bên, cả hai bên. Thấy chưa? À, rồi. Thì cách đo rất là đơn giản, các chị thấy đây nè, trên máy nó tiếng là mình demo, nó có những cái sensor gì mình đo ra là tự động nó trả lời cho mình kết quả rồi ha, chứ không phải là lấy cái thước lên mà đo trên màn hình, không có ha. Rồi bây giờ mình nói về cái tiêu chuẩn, thì tôi nhắc lại là cái tiêu chuẩn này nó rất là tương đối, đây là một cái bảng để tham khảo thôi. Các chị thấy trên cái bảng này nó thể hiện là sao? Tiêu chuẩn chính là người ta dựa vào cái vận tốc đỉnh tâm thôn, systolic, vận tốc cuối tâm trương, tỷ lệ đỉnh tâm thôn và của cái động mạch cảnh trong và động mạch cảnh trung. Thì người ta thấy rằng là đối với cái động mạch bình thường thì cái vận tốc đỉnh tâm thôn thường là nó dưới 125, cái vận tốc cuối tâm trương thường là nó dưới 40, cái tỷ lệ này nó khoảng dưới này. Khi mà nó hẹp nhẹ, tức là nó hẹp dưới 50% đường kính đó, thì cái này không thay đổi. Cái này không thay đổi. Như vậy thì hẹp dưới 50% mình chẩn đoán dựa vào cái gì? Dựa vào rốt đen trắng đen và màu, không có dựa vào rốt đen sung. Nó sung này nó đâu có thay đổi đâu, khi trên 50% nó mới thay đổi. Nhưng mà tôi lưu ý là điều này nó rất là tương đối, là bởi vì một bệnh nhân đó nếu người ta cao huyết áp thì cái vận tốc của động mạch cảnh nó khác, còn người ta huyết áp bình thường tốc động mạch cảnh nó khác. Và rõ ràng là cái động mạch cảnh của người ta nếu nó có hẹp hay không á thì nó không có liên quan gì, tại cái thời điểm mình khảo sát nó không có liên quan gì cái vụ cao huyết áp, nhưng mà cao huyết áp nó sẽ ảnh hưởng đến vận tốc dòng chảy. Cái gì hình dung không? Hoặc là bệnh nhân đó cái động mạch cảnh nó hoàn toàn bình thường, nhưng mà bệnh nhân bị suy tim. Suy tim thì dung lượng tim nó có bao nhiêu đâu, tim nó bóp rất là yếu ớt thì không thể nào mà cái vận tốc và động mạch cảnh này nó cao được, thấy không? Như vậy thì cái mà tăng cái vận tốc đỉnh tâm thu và cũng như cái vận tốc cuối tâm trương thì nó có giá trị rất là tương đối và nó có tính chất tham khảo thôi. Mình đừng dựa vào những cái chỉ số kết tướng này để nói. À. Rồi bây giờ mình sẽ coi từng trường hợp cụ thể. Khi mà nó hẹp nhẹ dưới 50% như vậy là cái nó không có thay đổi về huyết động, cái này nó không ảnh hưởng. Thì đây là một cái trường hợp, các chị thấy đây là cái động mạch cảnh chung, đây là động mạch cảnh ngoài và đây là động mạch cảnh trong. Và các chị thấy rằng là cái vị trí này là cái vị trí kinh điển của cái mạng vữa sơ nó hình thành. Các chị thấy không? Hầu hết các trường hợp những cái mạng vữa sơ nó hình thành ở động mạch cảnh trong là nó hình thành ngay cái vị trí này.
ha. Thành ra là các chị hết sức lưu ý cái vị trí này. Đó. Và các chị thấy rằng là mình đo thì nó sẽ cho ngay ra cái tỷ lệ hẹp theo đường kính là khoảng chừng 29%, ha. Và lúc đó thì các chị thấy rằng là mình cho cái đốt đai sung thì cái pistolip này cũng có cao, cái NES pistolip này cũng cao. Tuy nhiên tôi không có đo là bởi vì những cái này tôi tiếp xúc được tiếp phải đo. Các chị hình dung được. Còn nếu mà muốn biết cụ thể ra bao nhiêu thì các chị nhìn cái thang này ra, cái pistolip này trên 50 thôi. Thấy không? Rồi. Thành ra rằng là tôi rất là ngạc nhiên khi mà tôi đọc một số cái kết quả siêu âm hết. Và mô tả chi tiết là động mạch về cảnh chung này, cái pistolip 121 và cái pistolip 38. Tôi nói là những cái số viết rất là lẩm cẩm, không cần thiết, và các nhà lâm sàng họ không cần, họ đọc cái đó họ hiểu được thì tôi chết liền. Và cái người làm đọc, người làm viết như vậy nhưng mà hoàn toàn không có hiểu hết. Đấy, chị hình dung không? Không hiểu tại sao mình phải ghi ra như vậy. Những nhà lâm sàng họ đâu có cần cái vận tốc đó. Và mình ghi cái đó ra là chứng tỏ là mình không biết gì hết, mình mới ghi. Chứ còn nếu mà nắm được vấn đề, chẳng có ý nghĩa gì hết. Vấn đề là cái hình đám đen này, cái gì thế mà vừa sơ đây, cái gì đo độ hẹp, cái gì nói nó hẹp bao nhiêu phần trăm, cái đó là cần. Các chị hình dung rồi. Rồi sau này vấn đề là người ta sẽ người ta sẽ theo dõi cái độ hẹp này. Thấy không? Nửa năm sau người ta cần đánh giá lại, người ta cho lại siêu âm lại thì mình cũng phải đo lại cái này, mình đánh giá lúc đó. Ví dụ như bây giờ nó hẹp 28%, nửa năm sau nó hẹp tới 40%. Cái đó nó có ý nghĩa về mặt lâm sàng. Các chị hình dung không? Chứ không phải là cái vận tốc định tâm thu của nó giờ 100, vài bữa nó 200, không quan trọng. Thấy không? Rồi. Tiếp đến là khi mà nó hẹp dưới 70%, tức là nó hẹp trên 50% rồi, nhưng mà nó dưới 70%, thì cái gì thấy lúc này là cái pistolip nó gia tăng, cái NES nó cũng gia tăng. Bây giờ, nhưng mà gia tăng một cách vừa phải thôi, nó lên được cái 230. Tôi nói ví dụ, đây là một trường hợp, đây là cái động mạch cảnh chung ở bên trái, cái pistolip bình thường. Nhưng mà đến cái gì thế là mà cảnh chung nó chỉ có 60 cm/giây thôi, nhưng mà đến cái động mạch cảnh trong nó bị hẹp nè, cái gì thấy cái vận tốc nó lên đến 170 cm/giây, thấy không? Và đây cái gì thấy tôi đo cái độ hẹp ở trên cái siêu âm màu này, cái hẹp này đến trên 50%, thấy chưa? Thì cái này thực ra trên 50% thì mình nhìn cái hình này là mình cũng biết là nó trên 50% rồi, tại vì cái mạng nó vữa trên là nó dày, nó đường kính nó lớn hơn cái dòng chảy. Cái gì thế chứ? Rồi. Khi mà nó hẹp trên 70% thì người ta nói là hẹp nặng. Thì càng hẹp thì các chị biết rồi, như cái phần hồi sáng mình đi trước mình nói, càng hẹp thì cái pistolip này càng gia tăng, cái NES này nó cũng gia tăng. Thì khi mà hẹp trên 70% thì thường cái này nó lên 23. Nói ví dụ. Các chị thấy đây là một cái hình cảnh, và các chị thấy là một cái mạng bụi sơ nó rất là lớn lắp ở đây, và các chị thấy cái dòng chảy của nó còn rất là nhỏ. Mình cho cái đấu đen sung vô thì mình tính nó khoảng chừng 250, và đây là cái khi mình đặt cái cửa sổ đấu đen ở ngay sau cái vị trí hạt thì các chị thấy nó có cái dòng cái dòng đảo ngược cái này ra trường và sáng mình học đó. Ở đây là một cái trường hợp khác, các chị thấy động mạch cạnh chung bên trái nó hẹp trên 70%, là một cái hẹp rất là nặng, cái hình trắng đen nó không được đẹp lắm. Cái pistolip gia tăng, cái NES cũng cao. Thì lúc này cái động mạch cạnh chung bên trái thì các chị thấy cái lòng mạch nó hoàn toàn bình thường, nhưng mà cái pistolip này nó lại lên đến 100, gần 200 cm/giây. Thì nếu mà đối chiếu với cái tiêu chuẩn bình thường nó là phải dưới 125 cm/giây, thì rõ ràng là cái động mạch cạnh chung bên phải này, mặc dù nó mình không có thấy hẹp nhưng mà cái vận tốc này là bất thường, đúng không? Vậy thì mình giải thích làm sao? Giải thích là sao? Vấn đề là hai cái động mạch cạnh chung hai bên là hai cái động mạch nó đảm bảo 80% cái lưu lượng máu nuôi não. Vậy thì cái bên trái này nó bị hẹp nặng quá thì bên phải này nó phải sao các chị? Nó tăng tới máu bù trừ. Nó tăng tới máu bù trừ thì nó tăng cái pistolip là bình thường. Thấy chưa? Như vậy thì không thể dựa vào cái chuyện là cái pistolip này ông thầy ông nói trong cái bảng đó, tôi thấy ông đề có 125 là bình thường, cái này nó lên đến 200 tức là nó hẹp, đúng không? Không phải, cái này là nó tăng cái máu bù trừ. Rồi,
Như vậy thì cái quan trọng là gì? Mình phải nắm vấn đề là khi mà cái động mạch cảnh trong nó hẹp thì nó ảnh hưởng đến huyết động, thì nó sẽ làm gia tăng cái thiếu huyết clip ở cái động mạch cảnh trong bị hẹp. Thì ngoài cái chuyện đó ra, người ta còn thấy gia tăng cái dòng chảy phù trừ ở cái động mạch cảnh chung đang đổ về. Thì cái bài học mình rút ra của cái đoạn vừa rồi là gì? Như vậy thì mình cái tăng vận tốc dòng chảy là một trong những cái dấu hiệu để cần có hẹp mạch máu. Nhưng tuy nhiên việc tăng cái vận tốc dòng chảy cũng có thể thấy ở cái động mạch không bị hẹp. Như vậy thì làm cho nốt len là mình phải phối hợp cả trắng đen, cả màu, cả nốt len sung và cả nắm được về bệnh lý để mình suy đoán. Rồi đến khi mà cái mạch máu nó hẹp quá, nó gần tắc thì như thế nào? Buổi sáng nó có cái sơ đồ biểu hiện cho các anh chị thấy rồi. Cái vận tốc định tâm thu này nó sẽ rất là thay đổi, nó có thể rất cao, nó có thể giả bình thường hoặc rất thấp. Không, bây giờ nói cái điều này các chị hiểu đúng không? Bây giờ mình sẽ xem một số cái ví dụ đó, dựa vào cái sơ đồ này thì mình sẽ biết được vì sao khi mà cái nó hẹp quá nặng thì vận tốc nó có thể lên rất là cao, có thể nó rơi xuống cái đoạn giả bình thường này và nó rơi xuống ở giữa đồ rồi. Thì đây là một cái trường hợp nó hẹp rất là nặng ở cái động mạch cảnh trong, thấy chưa? Và cái PC Tulip này người ta đo nó lên đến 280 cũng là tăng lên rất là cao đó. Còn trường hợp này nó cũng hẹp rất là nặng mà cái PC Tulip này người ta đo có 87, tức là nằm trong giới hạn hoàn toàn bình thường, thấy chưa? Thì trong cái trường hợp này người ta gọi là cái phổ giả bình thường, tức là lúc này là cái vận tốc nó rơi xuống đó mà đến cái đoạn gần như bình thường đó. Và cái đoạn này, cái trường hợp này thì nó hẹp rất là nặng và cái PRF thì người ta giảm xuống thật thấp, người ta mới bắt được cái dòng chảy này, tức là cái dòng chảy trong trường hợp này thì nó lại rất là thấp. Bây giờ như vậy là khi hẹp nặng thì cái vận tốc dòng chảy nó rất là thay đổi, có thể rất là cao cho đến 200 mấy, có thể là giả bình thường và có thể rất là thấp, cái này phải chừng 10 đến 10 mấy cm về. Thì vấn đề là để tránh cái chuyện sai sót này thì nó rất là cao thì rất là đơn giản, mình để cái cửa sổ này, mình để cái PRF cỡ nào mình cũng nhận biết được hết. Nhưng mà cái rất là thấp này là mình phải giảm cái PRF thật thấp thì mình mới bắt được cái dòng máu chạy chậm, thấy không? Thì một trong những cái không được quên là khi thấy nó hẹp nặng như này thì mình giảm cái PRF thiệt thấp để coi là nó có hẹp hay là nó tắc luôn. Rồi như vậy thì cái dòng chảy mà nó không tăng, tức là cái phổ giả bình thường, là nó cũng không phải là bình thường, có thể thấy trong cái trường hợp hẹp rất là nặng. Thành ra các chị hết sức lưu ý khi mà đọc cái PC Tulip của cái em đó, nó chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Cái chính là các chị phải dựa vào trắng đen và màu, và cái đốt đen sung này là cái bổ sung. Khi tắt hoàn toàn thì sao? Cái này hoàn toàn mình phải dựa vào trắng đen và màu, chứ còn lúc này đâu có phổ đâu để mà coi. Thì đây là một cái trường hợp các chị thấy cảnh chung đây, cảnh ngoài nó tắt hoàn toàn, đa cảnh ngoài nó còn đây, nó tăng dòng chảy, và cảnh trong này nó tắt hoàn toàn. Đó, đây là cắt ngang, đây là cái cảnh chung bên trái, đây là cảnh ngoài trái, cảnh trong trái nó tắt hoàn toàn. Thì khi mà nó tắt hoàn toàn như vậy thì điều gì xảy ra? Tại sao nói ra thì nó là cái động mạch chính là đuôi não mà nó tắt thì có điều đó xảy ra, có. Thì đây là những trường hợp cụ thể đấy, nó tắt hoàn toàn cảnh trong thì lúc đó thì máu nó sẽ, nó cái động mạch cảnh ngoài này nó sẽ được cảnh trong hóa. Tại sao người ta gọi là cảnh trong hóa? Tại vì các chị biết rằng là cái phổ đốt le của động mạch cảnh trong và cảnh ngoài khác nhau. Cảnh trong thì cái endothelium nó cao, nó tưới máu dồi dào cả thông thị tâm trường. Cảnh ngoài thì cái endothelium nó thấp, bởi vì là nó nuôi vùng hàm mặt, nó không cần tưới máu dồi dào. Thế nhưng mà khi mà nó tắt động mạch cảnh trong thì lúc này động mạch cảnh ngoài nó sẽ cảnh trong hóa, tức là cái thị tâm trường của nó cũng rất là căng, cái dòng tâm trường rất là căng, thì lúc đó người ta gọi là cảnh trong hóa động mạch cảnh ngoài. Nhưng mà nó cảnh trong hóa để làm gì? Vấn đề là nó cảnh trong hóa là để bình thường cái động mạch cảnh ngoài nó nuôi máu, nó nuôi vùng hàm mặt thôi,
Nhưng mà khi động mạch cảnh trong nó tắc á, thì từ cái vùng hàm mặt này nó sẽ đưa máu vô nó nuôi nạp. Chính vì vậy cho nên nó cảnh trong hóa. Đúng không? Thì nó đi bằng đường nào? Nó đi bằng đường nào? Các chị nhìn cái sơ đồ này hình dung cái đường đi của nó. Người ta vẽ bên cái hình bên thứ nhất đây, các chị thấy chỗ này nó tắc động mạch cảnh trong. Thì lúc này á, thì động mạch cảnh ngoài này nó sẽ tăng đưa máu. Nó tăng đưa máu nó đi như thế nào? Đây. Tăng đưa máu nó sẽ qua cái nhánh của động mạch mắt này, nó lên cái động mạch mắt này. Thì mình biết là bình thường đó, là cái động mạch mắt á, là một nhánh nó xuất phát từ cái động mạch cảnh trong, xuất phát từ trong não đó, nó đi ra nó nuôi con mắt, tức là nó chảy từ động mạch cảnh trong, nó chảy ra con mắt, nó nuôi mắt. Còn trong trường hợp này á, khi động mạch cảnh trong nó tắc rồi đó, thì từ cảnh ngoài này nè, nó bàn hệ để nó cung cấp máu cho động mạch mắt. Và lúc này động mạch mắt nó sẽ chảy ngược dòng. Cái gì hình dung không? Tức là nó không phải chảy từ cạnh trong ra nữa, mà nó chảy từ con mắt, nó chảy ngược vô trong để nó lên nuôi não. Cái gì hình dung không? Và như vậy điều này giải thích cho biết tại sao lúc này cái động mạch cạnh ngoài và cạnh trong hóa. Là bởi vì lúc này nó thay thế cái vai trò của động mạch cạnh trong để nó lên nuôi não. Rồi. À, trường hợp này thì nó lại không tắt động mạch cảnh trong, mà cái gì thấy động mạch cảnh trung nó tắt hoàn toàn này rồi, nhưng mà rồi cái hãng máy người ta đương không vẽ thêm màu ở cái cạnh ngoài cạnh trong, đúng không? Bởi vì nguyên tắc là nếu mà cạnh trong mà nó cạnh trung mà nó tắt thì làm sao có máu ở ngoài cạnh trong? Cái gì lý lý giải như sao? Bây giờ đây là nó tắt hoàn toàn đây phải không, thì làm sao để cạnh trong cạnh ngoài có máu? Đấy, cái màu này là màu tưởng tượng hả? Ô thôi, cái màu tưởng tượng. Đây là màu tưởng, là màu thực. Thì bây giờ người ta vẽ như vậy là theo nhìn vào cái thanh đốt độ màu này này, thì mình thấy là cái cảnh ngoài này nó chạy ngược dòng này, nó qua cái hành cảnh cái nó chạy ngược dòng vào cạnh trong. Thì nó chạy tại sao có cái chuyện đó? Thì mình biết rằng là đây là một cái trường hợp người ta vẽ để mình hình dung này. Đây là nó tắt ngay gốc của cái động mạch cạnh trung ở bên trái. Thì các chị thấy cái nhánh đầu tiên của nó là cái động mạch giáp trên này. Thấy không? Thì lúc mà nó tắt như thế này đó, thì là cái máu từ cái động mạch giáp trên này này, nó bàn hệ qua cái động mạch giáp trên ở bên bị tắt này. Thấy chưa? Như vậy thì bên không bị tắt là nó chảy thuận dòng, mà bên bị tắt là cái động mạch giáp trên nó sẽ chảy ngược dòng. Từ cái động mạch giáp trên này nó cung cấp máu cho động mạch cạnh ngoài, từ cạnh ngoài nó chạy về cái hành cảnh và nó chạy lên cạnh trong. Thế giờ như vậy thì mặc dù nó tắt ở gốc nhưng mà cạnh ngoài cạnh trong vẫn có máu, chỉ có điều rằng cái máu này là do bàn hệ nó hình thành và nó chạy ngược dòng ở cạnh ngoài để nó lên thuận dòng ở cạnh trong, và cái phổ của nó là cái phổ tạp rút và cuốn, đúng không? Nó là do bàn hệ hình thành mà. Thì đây là một cái trường hợp là các chị thấy cái này nó tắt này và đây đảo dòng đây này. Rồi. Đó. Cái hình vẽ này minh họa cho các chị thấy một lần nữa. Đó, bên này nó tắt. Như vậy thì cái cảnh động mạch giáp trên bên này nó sẽ bàn hệ với động mạch giáp trên kia. Rõ ràng là bên này thì nó thuận dòng, nhưng mà qua bên bị tắt là cái động mạch giáp trên nó chạy ngược dòng. Còn nó xuống máu, có máu cạnh ở bên đùi. Và như vậy thì lúc này đó, thì nếu mà người ta làm cái nghiệm khắc gõ cái gờ bên tai này thì mình sẽ thấy nó xuất hiện cái phổ răng cưa. Gõ vào bên tai nó xuất hiện phổ răng cưa thì chứng tỏ nó là động mạch cạnh ngoài. Và cái điểm thứ hai nữa, cái anatolic rất là cao như thế này, tức là nó cạnh trong hóa. Đó, tức là nó vừa cạnh trong hóa mà nó vẫn là động mạch cạnh ngoài. Đó. Đây là đặc trưng của cái khi mình làm cái đốt đen động mạch cạnh ngoài trong trường hợp này. Và thêm nữa là cái gì thấy là nó chạy ngược dòng. Nó chạy ngược dòng tức là nó chạy từ não, nó hướng về thân, đúng không? Chạy ngược dòng mà. Còn bình thường là từ thân nó phải chạy lên não. Thấy chưa? Thì bây giờ mình coi lại có đúng không? Thì cái gì thấy nhiều ở bên thang tốc độ màu đây, thì rõ ràng cái động mạch cạnh ngoài này nó chạy như thế này, nó chạy từ não về thân, đúng không? Đến bây giờ có ai thắc mắc gì về chuyện này không? Như vậy thì cái hướng của dòng chảy mà nhận diện nó rất là quan trọng, mà mình phải làm đúng thì mình mới nhận diện cái hướng này đúng.
Thấy chưa? Cái gì để ý cái hướng của hộp màu này so với cái dòng chảy này, rõ ràng người ta phải để chuẩn như thế này. Và phải nhận diện đúng cái hướng dòng chảy. Rồi, đến đây thì các anh chị có thắc mắc gì nữa không? Đó, mất cái gì thấy là đến lúc này thì các anh chị mới thấy cái tầm quan trọng của cái bài đầu tiên sáng nay các anh chị học. Thấy chưa? Nếu mà các anh chị không nắm được bài đầu tiên thì các bạn không thể hiểu được. Và như vậy thì mình sẽ bắt gặp cái hiện thực cảnh trong hóa động mạch cảnh ngoài trong hai trường hợp. Rồi bây giờ các anh chị hoạt động đi cho nó tỉnh ngủ. Khi nào cảnh trong hóa động mạch cảnh ngoài? Tác động mạch cảnh trong. Tác động mạch cảnh trong thì lúc đó động mạch cảnh ngoài nó cảnh trong hóa, nó thuận dòng hay là nó nghịch dòng? Nó thuận dòng, đúng không? Nó thuận dòng là nó lên cái động mạch mắt này, nó chạy ngược dòng. Ngược dòng là động mạch mắt thôi, đúng không? Rồi, đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai, cảnh chung thì lúc đó cảnh ngoài nó thuận dòng hay là nó nghịch dòng? Nó nghịch dòng, cảnh trong hóa nó nghịch dòng đó. Và nó thêm một cái nghịch dòng ở một cái động mạch nhấp trên này, thấy không? Để nó có máu. Dạ. Và cái phổ khi mà nó tắc hoàn toàn cảnh chung như này thì do nó là bản thể cho nên cái phổ của nó là tắc đuôi phần cuối. Dạ. Một cái vấn đề các anh chị rất là hay gặp khi mình làm siêu âm, nhất là đối với những người bị bệnh lý tiểu đường, thì các anh chị thấy rằng là những cái mảng hồi âm nó sẽ vôi hóa. Mà vôi hóa như vậy thì nếu mà vôi hóa nhiều thì mình sẽ mất hoàn toàn tín hiệu phía sau. Thì đây là một trường hợp cái mảng vôi hóa nó mất tín hiệu. Thì trên bệnh nhân này ở lát cắt ngang đó, thì mình thấy rằng là nó có một cái vùng tương đối ít vôi hóa. Thì lúc đó mình không có để đầu dò đi qua vùng vôi hóa nhiều mà để trên cái đúng. Các chị hình dung được không? Thật ra là cái lát cắt ngang là cái lát cắt dẫn đường để cho mình thực hiện lát cắt dọc tối ưu. Các chị thực hiện lát cắt ngang, các chị thấy cái hình ảnh như thế này thì mình tránh cắt theo cái đường này mà nên cắt theo cái đường này. Tức là đường nó qua cái vùng nó hồi âm kém này này thì nó sẽ không mất tín hiệu khi cắt qua vùng vôi. Thấy chưa? Thì nếu mà mình cắt theo cái trục này thì các chị sẽ cho ra cái hình ảnh này. Còn nếu mà cắt theo cái hướng này đó thì mình sẽ cho ra cái hình ảnh này. Thì cái hình ảnh này tốt hơn để mà đo đạc. Các chị hình dung luôn. Đó. Thì đây là cũng là một cái nhược điểm rất là lớn của cái siêu âm lúc này. Cái gì thế? Đối với những cái mạch vôi hóa này thì cái phần sau này nó mất hoàn toàn tín hiệu. Đó. Cái gì thế? Những cái mạch vôi hóa này nó mất hoàn toàn tín hiệu. Đó. Và lúc đó mình không biết cái chỗ này là nó hẹp hay là nó không hẹp. Nó mất tín hiệu mà. Đâu có đánh giá được nó. Tại đây là một cái trường hợp các chị thấy đây là cảnh chung, đây là cảnh trong, các anh chị thấy mạng môi hóa đi. Đó. Và cái hình ảnh này rất là khó coi. Và bởi vì trên thực tế có nhiều người cái lớp mỡ ở dưới da nó rất là dài, và do đó cái hình ảnh siêu âm mình thu được nó không có tối ưu. À. Mà đâu còn cách nào khác là phải làm thôi. Thì các chị thấy cho cái đốt neo màu vô thì cái đoạn này là hoàn toàn không có tín hiệu. Thấy chưa? Vậy thì vấn đề như thế nào? Mình vẫn cứ đo đạc. Mình sẽ đo đạc cái chỗ mà có tín hiệu này. Thấy chưa? Cái chỗ có tín hiệu này mình thấy là cái độ hẹp nó là chừng 37%. Tức là hẹp nó dưới 50%. Rồi mình đo cái đốt neo xung ở tại vị trí đó. Mình thấy là cái piscitillate này nó cũng bình thường, nó không có gia tăng. Thì như vậy thì mình suy ra là cái chỗ mà mình không có thảo sát này nè, nó không có nặng hơn cái chỗ mình đo này. Cái gì hình dung được không? Tại vì cái chỗ mình đo này là nó hẹp dưới 50%. Cái piscitillate này mình đo nó cũng dưới 50%. Thì cái vùng này suy ra là nó cũng tương tự. Bởi vì nếu mà cái này nó hẹp nặng hơn á, thì ngay sau chỗ hẹp là cái chỗ này là cái vận tốc nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Tôi nói ví dụ như cái này nó hẹp trên 50% thì cái chỗ này cái piscitillate này sẽ gia tăng nhiều hơn là cái độ hẹp tại vị trí này. Các chị hiểu ý không? Đó. Nếu mà mình thấy nó tương ứng như vậy thì mình không cần phải làm thêm một cái nào để khảo sát thêm cái chỗ này. Rồi, một trường hợp khác để cho các chị dễ hình dung hơn. Cái mảng bữa sơ vôi hóa và cái chỗ này mất hoàn toàn tín hiệu. Mình đo cái độ hẹp chỗ này là khoảng chừng 70%, 60%, tức là trên 50%. Đó. Mình đo cái độ này và mình đo cái làm cái đốt neo xung thì là cái piscitillate này nó không có gia tăng. Như vậy thì hai cái thằng này nó không có tương ứng với nhau. Tại vì bình thường nó hẹp trên 50% là bắt buộc cái piscitillate nó phải gia tăng, đúng không? Ít nhiều nó phải gia tăng. Đó. Thì như vậy thì
trong cái trường hợp này là mình phải khảo sát thêm, làm các biện pháp khác ngoài cái siêu âm màu để khảo sát thêm cái chỗ mình không đánh giá, không có chứng nhận màu. Cái gì hình dung ra chưa? Đó, đó là cái cách để mình đối phó với cái trường hợp này. Rồi, bây giờ mình nói về cái hội chứng trước máu của động mạch di động. Mình lưu ý rằng là đây là cái chẩn đoán hẹp hoặc là tắc động mạch di động gián tiếp thông qua sự thay đổi của Doppler động mạch cuộc sống. Tức là mình coi động mạch cuộc sống nhưng mà mình chẩn đoán bệnh lý ở gốc của động mạch di động. Cái gì hình dung nha. Như vậy là hai cái vấn đề các chị phải rõ ngay cái này nha chị đó. Cái hội chứng này nói lên sự giảm tốc, sự đảo dòng thoáng qua hoặc hoàn toàn ở động mạch cuộc sống để có máu cung cấp cho vùng sau chỗ hẹp hoặc là tắc nghẽn ở tại gốc của động mạch di động. Cái hội chứng này nó có thể bên phải hoặc là bên trái. Thì đầu tiên mình coi một cái hẹp dưới 50% động mạch di động. Thì khi hẹp dưới 50% động mạch di động thì mình sẽ có một cái phổ gọi là phổ tiền cúp máu. Thì cái phổ tiền cúp máu đó là gì? Nó gọi là phổ bunny waveform, tức là phổ hình con thỏ. Tức là nó có một cái giảm tốc giữa tâm thu như thế này. Thấy không? Nó giống như hình con thỏ. Thì đó, tức là cái dòng chảy nó xuôi nhưng mà nó có một đoạn rất là ngắn cái chuyển ngược thì mới cho ra cái giảm tốc này. Đó. Thì đây là cái đặc trưng của cái phổ gọi là nó hẹp dưới 50% ở cái động mạch dưới đòn thì cái thay đổi phổ đốt ở động mạch cuộc sống. Tức là nó hẹp ở chỗ này nhưng mà mình đánh giá đốt le, cái nặng đốt le này là của cái vị trí này của cái động mạch cuộc sống. Rồi, khi mà nó hẹp nặng động mạch dưới đòn thì mình cho một cái phổ cướp máu không hoàn toàn thì nó hẹp nặng như thế nào. Đây là một cái trường hợp hẹp nặng động mạch dưới đòn. Thì các anh chị lưu ý cái dòng chảy đi về thì tâm thu thì do cái sự co bóp thì cái này nó cũng co nhỏ lại. Thì lúc này không có máu ở động mạch dưới đòn thì máu sẽ chuyển ngược từ cái động mạch cuộc sống để đi nuôi. Còn cái thì đông trương á, thì nó giãn ra một chút thì nó có một phần máu đi ra thì nó có một cái dòng máu chảy thuận một chút xíu này. Thì từ cái hình ảnh, từ cái cơ chế đó thì nó sẽ cho ra một cái khuyết ở cái lưng con thỏ nó sâu xuống dưới đường baseline. Thì đây là cái phổ cướp máu không hoàn toàn. Thì đó, đây là một cái trường hợp hẹp nặng động mạch dưới đòn. Và sau khi mà người ta nong hẹp đó, cũng trên bệnh nhân này luôn, ta đo lại thì lúc này nó là một cái phổ hoàn toàn bình thường. Đó, thì cùng bệnh nhân khi mà nó tắc hoàn toàn ở gốc động mạch dưới đòn thì lúc đó mình sẽ có một cái phổ đảo ngược hoàn toàn. Đó, mình sẽ coi cái phổ này. Thì các chị thấy này, đây là cái trường hợp nó tắc ở gốc của động mạch dưới đòn. Thì ngày xa xưa người ta đã chẩn đoán được cái hội chứng này rồi. Đó là đây là điển hình, đây là chụp angiography, đây là chụp mạch máu. Người ta cho cái catheter vô cái động mạch dưới đòn bên bình thường. Thấy không? Cho catheter vô cái động mạch dưới đòn bên bình thường. Người ta bơm thuốc cảm quang. Thì sau đó người ta theo dõi thì người ta thấy máu nó chạy lên đây. Và đến đây thì bắt đầu nó chạy xuống. Đây là cái thì trễ hơn. Thấy không? Vậy là dựa hồi chụp angio người ta đã chẩn đoán được cái hội chứng này. Đây là một cái bệnh nhân khác, người ta chụp chọn lọc cái mạch dưới đòn bên bình thường và sau đó người ta thấy nó chảy, thấy không, nó chảy và như vậy là nó tắc ở gốc đây và lúc đó nó vẫn có máu ra nuôi cái cánh tay. Cái hội chứng này thì không có nhiều người biết, bởi vậy cho nên có những cái chẩn đoán rất là bình thường. Khi người ta thấy có máu ra cánh tay thì người ta kết luận là cái động mạch dưới đòn hoàn toàn không bị tắc. Thông thường là như vậy. Cũng giống như người ta thấy ở động mạch có máu ở động mạch cạnh trong và cạnh ngoài thì người ta kết luận ngay câu là động mạch cạnh trung không bị tắc. Cái gì hình dung không? Giống như lúc nãy đó. Nói tại sao động mạch cạnh trung nó tắc thì làm sao mà cạnh ngoài cạnh trong có máu được, nhưng mà thực tế nó vẫn không máu. Thấy chưa? Còn bây giờ đã nói rằng là động mạch dưới đòn nó tắc ngay gốc. Tắc ngay gốc thì làm sao mà động mạch dưới đòn có máu được, nhưng mà nó vẫn có máu. Thấy chưa? Thì nguyên tắc của cơ thể mình là nó sẽ tìm mọi cách để nó ra nuôi cái phần bị tắc. Và bởi vì những cái bệnh lý này là những cái bệnh lý nó kéo dài nhiều ngày chứ không phải là một ngày hai ngày. Một ngày hai ngày là nó hoại tử ngay rồi. Nó tắc đột ngột là nó hoại tử ngay rồi. Thấy chưa? Thì đây là một cái quá trình diễn tiến từ từ. Thì nó hẹp từ từ như vậy thì nó sẽ hình thành cái dòng máu nó đi như vậy. Rồi, thì như vậy thì
cái ứng dụng đó ra lớn nhất là mình như vậy là mình đặt đầu dò ở động mạch cột sống, nhưng mà mình chẩn đoán được là bệnh lý ở động mạch gốc và động mạch di động. Và như vậy thì cái gì thấy không, mình nhìn cái năng số độ màu này thì mình thấy rằng là cái dòng chảy này là nó đang chảy từ não về thân đó. Nhưng cái hình này cũng vậy đó. Thì bệnh nhân này 54 tuổi, huyết áp cánh tay phải thấp hơn hẳn huyết áp cánh tay trái, thì cái hình cái biểu hiện lâm sàng của nó thông thường là huyết áp hai chi nó trên lệch rõ rệt, và cái chi nó bệnh lý thì nó rất là lạnh vì nó nuôi máu bằng bản hệ mà, thành ra là nó thôi tiêu máu vào dưỡng, thì là cái bên mà huyết áp thấp hơn nặng là cái bên bệnh lý không đó. Đây là cái bệnh nhân này thì nó bị ở bên phải đó. Cái gì thấy không, nhìn cái dòng chảy như thế này thì các chị thấy là máu nó vẫn rám đều lòng mạch, thì nếu mà nhìn bình thường thì nó ok, cổ này nó bộ dư, nhưng mà nếu mà để ý thì rõ ràng là cái dòng chảy này là dòng chảy, đây là cái dòng chảy của cái động mạch cảnh trung, còn đây mới là cái động mạch cột sống, thì rõ ràng là nhìn cái tham số độ màu này thì cái dòng chảy này nó đang chảy ngược dòng, đúng không? À, thì trong cái hội chứng cướp máu này thì người ta hay thực hiện thêm những cái biện pháp để tăng cái độ chính xác, thì nó có hai cái biện pháp là biện pháp bơm ép cánh tay hoặc là cho nhân vật động bằng tay. Tại vì nguyên tắc á thì sau khi mình bơm huyết áp mình xả ra thì nó sẽ tăng tưới máu, đúng không? Thì lúc đó thì nó tăng tưới máu thì nó sẽ bộc lộ nặng ra cái tình trạng hẹp, hoặc là mình cho bệnh nhân vận động co bóp cái bàn tay ở cái bên bệnh lý đó, mình co bóp nhiều lần như vậy tức là mình vận động cái chi mà bệnh lý đó, thì lúc đó máu nó sẽ tăng tưới lên, tăng nuôi dưỡng ra, và như vậy thì nó sẽ bộc lộ nặng lên tình trạng bệnh lý. Bây giờ mình sẽ xem một số ví dụ. Như đây là một cái đầu tiên, bệnh nhân này lúc nghỉ ngơi thì mình có cái phổ bên waveform, tức là phổ tìm cướp máu. Thế khi mà mình bơm ép cánh tay mình thả ra thì nó cho ra cái phổ cướp máu không hoàn toàn, tức là cho cái phổ nặng hơn, đúng không? Còn đây là một cái trường hợp là nó cướp máu không hoàn toàn đó, mà cho bệnh nhân vận động ống mở bàn tay 3 phút thì nó cho cái phổ nặng hơn, cũng là cướp máu không hoàn toàn. Còn trường hợp này á, là một cái phổ cướp máu không hoàn toàn, bây giờ mình bơm ép cánh tay mình suy ra là phổ gì cướp máu hoàn toàn, đúng không? Nó sẽ nặng hơn cái tình trạng này để cho ra một cái phổ cướp máu hoàn toàn. Thì những cái nghiệm pháp như vậy là mình có hai nghiệm pháp, bơm ép cánh tay hoặc là cho bệnh nhân vận động bàn tay. Thì hai nghiệm pháp này nếu mình thấy cái phổ nó tăng độ nặng lên thì cái chẩn đoán của mình là chính xác. Rồi, như vậy thì đối với động mạch cột sống thì mình hoặc là có một cái phổ bình thường, hoặc là một cái phổ tiền cướp máu, hoặc là một cái phổ cướp máu không hoàn toàn, và hoặc là một cái phổ cướp máu hoàn toàn. Những cái hình ảnh này giúp mình chẩn đoán bệnh lý ở gốc của động mạch di động. Rồi, các anh chị chưa hết, các anh chị đây là cái phần lý thuyết, và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái kỹ thuật ở trên máy trước, rồi sau đó mình sẽ demo lên.